Tiên chào cả nhà. Hôm nay thì Tiên không có quay đi lặn biển cùng với anh em nữa, mà là sẽ là một chuyến trải nghiệm cùng với anh em từ đất liền về đi chơi nha. Nói chung Tiên không có nhận tour du lịch như thế này, nhưng mà chỉ là có duyên thì Tiên gặp thì Tiên dẫn đi trải nghiệm như thế này thôi. Đây là mấy anh em từ Sài Gòn nha. Đây là anh Khang, có anh này đi. Hello. Anh Huy. Hiện tại thì đi có anh Tám mình. Anh Tám mình sẽ cầm cano đi, hôm nay cũng có anh Năm. Có em Cường, em Thành, em Hy. Đi cầu ké trải nghiệm. Rồi cái anh này nữa. Bây giờ anh Tám mình sẽ di chuyển cano đi một vị trí mà anh em mình biết thì sẽ có ké nhiều, về cầu ké lên ăn trực tiếp ngoài trại thuyền như thế này nha cả nhà. Đây là bãi cạn ở Lạch Dù, còn gọi là Lạch Khu Lồng Bè, nước khá là rong veo luôn. Ở tiên đây là tháng 3 đàn bà đi biển đó cả nhà. Thường thì anh em chạy đường sẽ chạy cái nhái, nếu mà được bén và con cái nhái thì có nướng nha cả nhà. Hiện tại Tiên với mấy anh em đang có chạy qua khu Cành Hang này. Ở chỗ này ở Tiên còn gọi là chữ C, nó có một cái khe sung sướng về hồ vô cực. Ở đèn đó hai vị trí view thế là nổi tiếng ở ngoài đảo Phú Quý. Còn số dưới này ở Tiên gọi là bãi nhỏ, là bãi ké cột cờ. Còn cái hòn nhỏ nhỏ đó là ở Tiên gọi là hòn chiên. Rồi hiện tại anh em mình đã dừng ngay vị trí chỗ này để câu ké chơi này. Ở Tiên gọi là trứng hòn tranh. Đấy, ngó vào thì bên trên này là hòn tranh, bên này là trứng hòn tranh. Bây giờ thì anh em mình sẽ câu ké trải nghiệm ở này. Khi mà được ké thì anh em mình sẽ nướng ở này ăn nha. Tí nữa là có cái lò than bắt lên nướng ăn. Cái to này cướp ra nó bứt liền. Má bẹp, bẹp. Bẹp. Đây là thành quả của mấy anh em mình câu được đầu tiên. Có kiểu đường ha. Chết. Rồi, cỡ ra không được luôn. Ủa, đây câu được hả? À, được, chỗ nào cũng câu được hết á. Một con mớ bẹp. Thường thì ở quanh đảo Phú Quý đều có, gần nó cũng có, nhưng mà ké nó không được to. Nếu mà câu trải nghiệm thì câu cái nhỏ cũng được. Còn xanh. Cứ mà câu không có ké thì anh em mình sẽ di chuyển đi đến một cái điểm khác. Thường nó vòng quanh đảo có, nhưng mà có chỗ dài chỗ ít. Hồ gần cái hòn trứng này. Ở đây thì gọi là trứng hòn tranh. Em Huy đang có bắn ké ở trong đó. Để vô coi thử em Huy bắn được con ké nào không. Đây là em Huy loại bắn ké nha cả nhà. Hiện tại anh em mình ở cái vũng này và đi lên cái đảo cái hòn trứng hòn tranh này để chơi. Nhìn đẹp lắm. Đây, bây giờ anh em mình sẽ tắm biển về trải nghiệm bữa nay. Tí Tiên với anh Tám mình với em Cương sẽ xuống để lặn bắt hải sản lên nướng ăn. Đây.
Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thực tế nha. Này là mình là tự trải nghiệm chứ không phải tiên quay nha. Mình sẽ quay cho các bạn nha. Sẽ xuống sân hải sản. Má anh em sẽ trải nghiệm thì không có dạng chơi các môn này nha. Rồi, giờ tiên sẽ dẫn cả nhà xuống để bắt hải sản với nhôm lên để ăn trên cano. Thank you.
em Huy bắn được con cái tai me. Và cái tai me này thì em khỏi chê. Có được có video mà tiên cho hai anh trải nghiệm ở Tây Ninh. Khóa ăn con cá này lắm cả nhà, béo cực kỳ. Cá này tầm 180-200 ngàn 1kg. Đây là mấy con kéo ở đây mình bắt được nè. Mới vừa bắn được, mới tin. Đây là mới ốc em Thành bắt được. Đủ tí đủ ăn rồi cả nhà. Đây là con bạch tuộc. Đây là hải sản thành khỏe của em Trương bắt nè. Khỏe trời ốc. Ở đâu vậy? Giữa hả? Thôi đó đó hoài khác trời. Nhiều rồi. Đó khác. Em Trương mới bắt khoảng 10 phút chứ mấy. 10-15 phút chứ mấy. Đây nha cả nhà. Cái đó là thành khỏe em Trương. Nếu mà xuống lặn dưới nước thì bắt rất là nhiều. Những ốc mặt lằn to nha. Khỏe đẻ. Hải sản nói chung lặn biển thì hải sản dễ tìm kiếm hơn là câu kéo. Đấy. Chờ em Huy nữa, còn cái đầu em Huy này ở dưới đang có bắt thành quẻ nè, tí lên thử bao nhiêu, có nhiều không? Kéo lên vô nướng thành quẻ. Đây là dịch vụ tour không đồng. Mọi người ghe nếu mà có duyên thì được như thế này thôi. Về sau nếu mà được thì tiên sẽ mở dịch vụ làm như thế này. Nếu mà được mọi người ủng hộ nhiều. Đây là tổng kết thành quả của nửa tiếng lặn của em Trương, em Thành, em Huy với Tiên. Đây là thành quả ốc của em Thành với em Trương bắt. Còn kế này là thành quả của em Huy. Em Huy bắn được mấy con này. Còn đây là thành quả của Tiên, một con bạch tuộc. Vừa xuống là gặp nó ở trong hang. Ở ngoài sau thì đang có nấu cơm. Đây là xong cơm để mình nấu về thưởng thức luôn. Em trải nghiệm như dòng biển của anh em mình nha. Đây, xong cơm nấu để ăn. Bây giờ anh em mình sẽ làm cái biển này. Còn cái tèm me này ngoài dân đảo và tiền thì khoái ăn nhất nè. To lắm, con này bán 220.000 một ký lô á. Ở ngoài tiên vô thì người ta dành đồn mua. Bo ruột xuống cho kế rồi em. Ốc này tí bỏ son luộc nha. Mấy con ốc nhỏ nhỏ này đúng rồi luôn. Lấy ruột khó thẻ nó. Còn lại ở đây chủ yếu là ốc gai. Ở tiên gọi là ốc gai. Gai dạng. Gai gần bờ. Đây. Còn ốc này là ốc mắc lăng. Vãi mấy con này đi. Bò bằng cơm, bò dư. Rồi, giờ anh em mình nhổ neo tới chỗ cho nó êm hơn. Chỗ này vẫn còn thổi. Hơi bị có sóng lừa. Sai sóng như cả nhà. Đây, hiện tại thì anh em mình di chuyển tới cái Phủng Phật. Ở đây Phủng Phật Hồng Tranh là một địa điểm hot nhất tại Đà Phú Quý. Nhưng mà... Chưa nghe, chưa có vua nữa, nó kẹn à. Mới vô được mà. Đây, dây của qua đây này. Rồi, tạm thời thì tiên của anh em sẽ trải nghiệm ở này nha. Đây là cái view sóng ảo cũng khá là tốt đó cả nhà. Nước biển trong veo. Nước trong thấy tận đáy. Tiên cảm giác sống ngoài đảo hai mấy năm nhưng mà lần như thế là vẫn thấy thích. Rồi, bây giờ chuẩn bị mồi để anh em mình dùng tiệc ở này.
trải nghiệm cũng được một buổi 3-4 tiếng đồng hồ rồi. Đây là hải sản anh em bắt được. Đây là món ké cắt tí nữa chín rồi anh em mình ăn cơm. Thơm thơm nước vô. Giờ thì ở này ngắm cảnh chờ không đi kiếm ngoài chín thì cùng mời cả nhà thưởng thức nha. Video câu ké về anh ở này với anh ở Tây Ninh rồi. Nhưng mà hôm nay thì anh cả keno này luôn. Đấy. Có một đèn cái chuốc khá là to. Cái chỗ nhiều lắm, cái chỗ dẹp mè chú đã ăn ngon đã. Bên này có một đàn cái chuốc dẹp to lắm, cái này cái chuốc mà làm gỏi ăn khỏi chơi. Đây là những con ốc ngọt đây, ốc ngọt ở như này thì nhiều bé bèo luôn. Xuống này sinh tồn thì không sợ đói đâu. Ốc ngọt là ở ngoài đảo tiền người ta thích ăn lắm. Cái thịt của nó ăn rất là ngon. Đó. Còn to to không nhỉ? Tiền sẽ lái lên luộc chung với ốc kia. Có những con cấm, con cua ghẹ đâu quá trời. Bây giờ thì anh em mình sẽ dùng bữa nha cả nhà. Đây là bữa ăn của anh em mình từ săn bắt được, từ kiếm ăn. Nói chung là đi kiểu như này thì không mua đồ đi, từ săn bắt về lên. Còn ốc mực tí bắt lên nướng này. Ăn rồi tắm tiếp. Ăn rồi tắm chiều về. Là kiểu như giao cho anh em Tiên là không có đem đồ ăn theo mà bắt không được thì nhịn đói cả bài. Đúng không? Nhưng mà bắt quá trời. Nhưng mà rất tiếc bắt được nhiều quá. Ai không hết. Xuất sắc. Mấy bạn mà đi du lịch theo kiểu mà mướn cano đi á, thì không có được trải nghiệm như thế này đâu. Không có được ngồi trên tàu mà ngắm cảnh về ăn đâu. Chỉ ra tắm cái rồi đi về thôi. Khách biểu về là lo về. Ôi bạn kìa sao kìa xuống. Vui nó chấm lúc em ơi. Rút vài, rút vài, vài đồ ai. Đó, rút từ kia về. Mời kẻ nhà ăn nha. Vô. 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 Mời kẻ nhà. Cái nó cứng rồi. Cái cháu. Vui phục luôn. Cho nó cắt nguyên miếng đi. Nguyên miếng đi. Cứng. Không có ớt không bị thua, nếu mà nó hơi bị tanh, nếu mà ăn tanh không được thì
thì khó ăn. Nó hơi mùi mùi gỗ mùi dơ quá. Rồi mời cái nhà dùng bữa. Béo. Hay cảm mùi muối luôn. Ta ta ta. Ăn nướng như nào? Tụi mắm. Thiếu ớt, thiếu ớt mà thiếu chanh nữa. Thiếu hai cái hai cái đỏ nữa. Tự nhiên này nó phải thiếu đi đi xin muối nữa. Em đòi có ớt có chanh nữa. Ghê lên nó mà kiếm. Em đúng không? Chứ không đáng bằng không? Thả ra chọc chọc với hai con khỏi khỏi chọc đi. Nó chịu quá. Ok. Nói chung thì đi trải nghiệm như này thì quay đầu. Kéo à. Này ai biết đi chi. Quay tự nhiên. Cá nướng thơm ngon. Hiện tại thì nếu mà ăn cái này đúng thì ăn hết cơm luôn. Tốn cơm lắm kìa nhỉ. Cơm cháy này kìa. Trơn thôi. Tạm bên rêu trơn. Đó, bữa là em chơi với bạn kia. Cái anh bạn em leo xuống đầu này. Cái nó chui bên đầu kia nó lên. Đi em giáo giác đi kiếm. Nhắc lại. Sợ luôn. Mà bữa có trống. Kế thì anh em mình ăn cơm, còn ốc này nhỏ với bia thì được nè. Ốc vừa bắt lên. Ăn cơm mẹ cá. Nướng nữa mà. Đây, ốc nằm chỗ hai bên con. Em bật tụ nướng không? Bỏ được nướng. Bạn này ốc hả? Đấy, tí ăn món gì thì dùng, có nướng ốc nữa này. Hồi xưa anh đi Nam Du á mà nước cạn cạn cái này là bắt ốc này nhiều lắm nè. Phải quay mặt kia á. Trong nó cạn phải nó cũng có. Cho cảm giác hiện tại của mấy anh em. Ngon quá. Ngon quá. Vừa ngon vừa phê, vừa sướng. Có tiền của mình. Nói thẳng thì tiền với mấy anh em đi biển hoài chứ không có đi mà trải nghiệm như này đâu. Hiện tại có dịp mới đi được thôi, còn không thì cũng quanh năm bám biển. Thì mời cả nhà. Béo, thơm. Đã lắm. Chỗ mà chỗ này mà hai chàng chú què. Hết chưa? Uống cho nó. Không chứ. Rồi. Rồi. Tuyệt vời. Này có tiền cũng không được trải nghiệm chứ. Có tiền cũng được trải nghiệm vậy. Nó bắt đầu ăn hết rồi. Nói chung kênh video nào của Tiên cũng phải like, chia sẻ đồ á thì Tiên mới dẫn ra, dẫn đi. Vậy thật thì nếu mà ra dịp này phải canh đúng ở biển êm. Với lại tàu cano Tiên với anh em không đi biển. Mới là phải thật, mới nói thẳng là thì công việc của Tiên rảnh rỗi thật sự thì Tiên mới dám nhận được, còn không thì Tiên không nhận. Rồi mời mọi người ăn ốc nha. Ốc này là ốc chín. Đây là ốc mặt lăng nè. Đây này khổ xuống ngoài nó văng ve. Đó. Khó mực. Hay quá vậy. Khổ cầm nhường xuống á. Ốc đó sẽ khó không được. Tầm ốc không. Này. Là đó, con này đúng không? Đó nó một lại á. Con này anh đặt cho em xem thử. Đậu ở đây có chiếc lều ve. Đó cái kim lều. Ốc đây này. Đó. Đó.
Ấy cầm điện mà ngay vậy đó, nó văng về. Rồi, mời cái nhẹ anh ngóc nha. Anh cá kia đắng lắm. Nhẹ. Mời. Dạ. Anh đưa này gỡ vào đây. Cái khu này mình bỏ đi. Không lấy đâu. Không ăn ăn rất là đắng nha. Cương bắp thơm ngon. Cái hương bắp thơm ngon. Hồi sáng đi thấy dứa có không? Thường nếu con ốc này ăn được cái khu trắng này nè, ăn được cái khu này nè, cái khu sữa này nó ngọt ngọt. Rồi ở giữa bỏ. Ở giữa lại bỏ, màu xanh lại bỏ. Cái gì màu trắng lại ăn có thể ăn được, còn màu đen là bỏ đi. Màu đen là ăn được. Nhận. Quế này để luôn. Chỗ xanh này nó nhận nè. Này ăn tâm về. Con đây gỡ cửa này anh. Bây giờ cũng 2 giờ chiều rồi, chắc có lẽ là tắm ở cái vũng này. Sau đó vui chơi rồi chiều mát thì anh em mình sẽ về. Thường đi trọn một chuyến trải nghiệm thì nó sẽ rơi vào tầm 1 ngày. Hiện tại thì anh em mình đã trải nghiệm xong một chuyến hành trình ở kênh Keno này của Tiên với mấy anh em nha. Đây bây giờ có lẽ là sẽ kéo neo về giờ bến về là đảo Phú Quý để hoàn thành một chuyến trải nghiệm quá là tuyệt vời luôn. Có lẽ là video của Tiên cũng xin tạm dừng tại đây. Nếu mà mọi người có đi ra ngoài đây mà có cái dịp mà trải nghiệm như này thì Tiên nói phải có duyên để liên hệ với Tiên trước và chắc chắn Tiên có nhà thì Tiên mới dẫn cái nhà đi được nha. Rồi bây giờ thì Tiên xin cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người hãy ủng hộ Tiên bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất của Tiên. Bây giờ thì Tiên muốn anh em xin chào mọi người. Giờ thì bye bye.